Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin Crypto 24 giờ, một chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần trên Cryptolit VN. Thành viên Quốc hội Matt Hancock tuyên bố Đức Anh sẽ thành công khi đón nhận tiền điện tử. Thợ đào đang đứng trước nguy cơ thanh lý 4 tỷ đô tài sản. AC Infinity xóa bỏ cơ chế Light to Earn để tập trung với Grid to Earn. Morgan Creek Digital chạy đua với FTX trong phi vụ mua lại BlockFi. Mời các bạn cùng đến với bản tin chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga CBR đang phát triển lộ trình cho việc giới thiệu đồng rúp kỹ thuật số vào cuối năm 2023. Phó Chủ tịch thứ nhất Olga Skorobogatova cho biết trong một cuộc phỏng vấn tới hãng thông tấn Start, tiết lộ thời hạn sớm hơn so với quy định trước đó. Quan chức cấp cao cũng lưu ý rằng, cơ quan quản lý dự định bắt đầu thử nghiệm CBDC với các khách hàng sớm nhất là vào tháng 4 năm 2023, cho thấy những kế hoạch này cũng đã được điều chỉnh. Skorobogatova nhấn mạnh rằng, năm tới sẽ rất quan trọng đối với dự án. Phó Thống đốc chỉ ra rằng, hiện có 12 ngân hàng đang tham gia thí điểm, 3 ngân hàng khác cũng muốn tham gia thử nghiệm và cơ quan quản lý tiền tệ cũng đã nhận được đơn từ một số tổ chức phi tài chính. Tầm quan trọng của dự án CBDC đã tăng lên trong bối cảnh phương Tây gia tăng các lệnh trừng phạt đối với cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine. Do đó, ngân hàng trung ương sẽ phải tính toán các tương tác xuyên biên giới giữa đồng rúp kỹ thuật số và các loại tiền kỹ thuật số của các quốc gia khác để làm cho hệ thống tài chính Nga độc lập hơn. Matt Hancock, một thành viên đảng bảo thủ của Quốc hội và là cựu thư ký y tế của Anh, đã nhắc lại tầm quan trọng của việc có một khuôn khổ quy định tự do cho tiền điện tử trong tuần này. Nhà sáng lập giải thích trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu rằng, việc bán tháo trên thị trường tiền điện tử không làm lung lay niềm tin của ông đối với lĩnh vực này. Theo ông, không một quốc gia nào có thể ngăn cản cuộc cách mạng này. Bên cạnh đó, trong bài phát biểu quan trọng của mình hôm thứ Tư, tại hội nghị kỷ niệm 4 năm của Crypto AM, Hancock đã kêu gọi một hệ thống thuế hấp dẫn và cơ chế quản lý tự do để giúp Vương quốc Anh trở thành quốc gia được lựa chọn đối với tiền điện tử. Ông nhấn mạnh, nước Anh thành công khi đón nhận công nghệ mới. Sự sụt giảm của Bitcoin đang khiến một số thợ đào khó khăn hơn trong việc hoàn trả các khoản vay trị giá 4 tỷ đô la được thế chấp bằng các thiết bị của họ. Lombard đưa tin vào hôm thứ Sáu, nhiều dàn khai thác mà người cho vay chấp nhận làm tài sản thế chấp đã giảm một nửa giá trị. Cùng với giá Bitcoin, báo cáo cho biết, theo báo cáo, một số thợ đào đã dỡ nợ cho đến nay, một số khác đã bán Bitcoin dự trữ. Điều này gây thêm áp lực lên giá, chi phí của thiết bị có thể giảm xuống, thậm chí còn thấp hơn nếu các tổ chức cho vay bắt đầu thanh lý các dàn khai thác mà họ chiếm dụng lại. Luka Jankovic, người đứng đầu bộ phận cho vay của Galaxy Digital cho biết, các thợ đào Bitcoin đang cảm thấy đau đớn, giá trị của máy đã giảm mạnh và vẫn đang ở chế độ khám phá giá. Điều này, cộng với giá năng lượng biến động và nguồn cung hạn chế, đã khiến cho các thợ đào rơi vào cảnh khó khăn hơn bao giờ hết. Theo ước tính, trung bình tổng chi phí cho một số thợ đào có thể đã lên trên 20.000 đô la bằng với giá hiện tại của Bitcoin. Mã thông báo Sun của The Sandbox đã tăng gần 20%, chỉ vài ngày sau khi các công ty công nghệ Meta, Microsoft, Alibaba và Sony công bố sự hình thành của một thứ gọi là diễn đàn tiêu chuẩn Metaverse. Mục tiêu đã nêu của diễn đàn được công bố vào thứ Ba là thúc đẩy sự phối hợp và hợp tác giữa hàng trăm công ty đang nỗ lực để thiết lập chính mình trong Metaverse. Sun trong 24 giờ qua đã tăng 19% lên 1,31 đô la tính đến thời điểm này. Theo dữ liệu do CoinMarketCap tổng hợp, tương tự, trong cùng khoảng thời gian đó, mã thông báo Mana của Decentraland đã tăng gần 9% lên 1,02 đô la. Được biết, Sandbox và Decentraland là những nền tảng NFT dựa trên Ethereum, trong đó người dùng có thể mua các lô đất ảo, đôi khi chỉ giá hàng triệu đô la. Mỗi nền tảng có thể được hưởng lợi nếu Metaverse, một hãng Internet tương lai dựa trên NFT, trở thành tương lai của công nghệ và mở ra không gian sống thứ hai cho nhân loại. SkyMavis, công ty chủ quản của SC Infinity, đã thông báo sẽ loại bỏ cơ chế Play to Earn, vốn được xem là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị của GameFi trong không gian crypto, mà thay vào đó, họ sẽ tập trung toàn lực vào phát triển phiên bản Free to Play mang tên Origin. Theo kế hoạch, SkyMavis sẽ đóng cửa phiên bản SC Infinity Classic, hay còn gọi là SC Infinity V2, sau khi mùa 21 của trò chơi vốn đã kết thúc vào hôm 24 tháng 6. Sau khi đóng cửa, SkyMavis sẽ tiếp tục phát triển phiên bản Free-to-Play AC Infinity Origin nhằm phát huy hết tiềm năng của nó. Trong một diễn biến khác, SkyMavis thông báo sẽ mở lại cầu nối Brunei vào ngày 28 tháng 6. Được biết,
Cầu nối Grunin chính là thành phần kết nối SC Infinity với mạng chính Ethereum, vốn đã bị hacker tấn công và đánh cắp 622 triệu đô la tính tại thời điểm vụ tấn công xảy ra, bao gồm 173.600 ETH và 25,5 triệu USDC. Đây được đánh giá là vụ tấn công tiền mã hóa có thiệt hại nghiêm trọng nhất trong lịch sử và chống lên hồi chuông cảnh tỉnh về tầm quan trọng của công tác bảo mật trong lĩnh vực này. Việc đóng cửa phiên bản Classic diễn ra vào thời điểm mà hoạt động của người dùng trong SC Infinity đã giảm đi đáng kể. Hiện tại, số liệu người chơi hàng ngày của tựa game Play to Earn lớn nhất thế giới đang ở mức 10.000 đơn vị, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với con số hơn 1 triệu hồi giữa năm 2021, thời kỳ đỉnh cao của tựa game này. Mặc dù thị trường tiền điện tử hoạt động ảm đạm trong một thời gian dài, nhưng vị trí hàng đầu theo vốn hóa thị trường của CoinMarketCap vẫn là nơi diễn ra cuộc chiến nảy lửa giữa Ripple, XRP và Cardano ADA. Trở lại vào cuối tháng 5, Cardano đã vượt qua Ripple với 2,3 tỷ đô la vốn hóa và đứng thứ 6 trong top. Sau đó, trong một giai đoạn hoảng loạn chứng và sự đầu cơ ngày càng tăng, cả hai dự án đều đánh mất vị trí của mình, nhường chỗ cho các stablecoin. Tuy nhiên, tính đến ngày 24 tháng 6, một trong số họ đã không chỉ vượt lên dẫn trước đối thủ cạnh tranh, mà còn vươn lên một tầm cao mới. Ripple đã leo lên vị trí thứ 6, dẫn đầu với 18 tỷ đô la vốn hóa, bỏ xa Cardano 1 tỷ đô la. Viện Nghiên cứu và Phát triển Tinh học Quốc gia Romania ICI đã công bố một chương trình quốc gia mới sử dụng công nghệ blockchain để truy cập, chuyển giao và lưu trữ các tài liệu chính thức của công dân nước này, được gọi là hệ thống tài sản giấy tờ cá nhân do nhà nước Romania cấp. Mục tiêu cuối cùng của dự án là cải thiện việc truy cập và quản lý các tài liệu cơ bản của chính phủ như giấy khai sinh, giấy phép lái xe, chứng thư đất đai và tài sản. NFT sẽ là phương tiện để lưu trữ các tài liệu đó, và công việc này cũng sẽ bao gồm việc ra mắt một ứng dụng NFT độc quyền và an toàn, nơi công dân có thể lấy các tài liệu của chính phủ đã xác minh mà không cần phải đến các văn phòng chính thức để lấy chúng. Được biết, nhóm nghiên cứu đằng sau dự án tuyên bố rằng cả hai sáng kiến đều là sáng kiến đầu tiên của loại hình này ở Liên minh châu Âu. Đáng chú ý, chúng đang được phát triển song song bởi các chuyên gia từ ICI của Romania phối hợp với các nhà phát triển Elrond Network. Quỹ đầu tư Morgan Creek Digital đang gấp rút huy động 250 triệu đô la từ các tổ chức quan tâm nhằm ngăn chặn thương vụ giải cứu BlockFi của FTX thông qua việc mua lại đa số quyền sở hữu công ty. Được biết, người đứng đầu Morgan Creek Digital là ông Mark Yusko đang liên tục gọi điện cho những bên liên quan và có lợi ích trong BlockFi suốt những ngày qua nhằm đưa ra những lời cảnh báo về thương vụ FTX. Theo nội dung các cuộc gọi điện được rò rỉ, ông Yusko tuyên bố thỏa thuận có bao gồm điều khoản cho phép FTX mua lại BlockFi với giá gần như bằng không. Nếu FTX kích hoạt điều khoản đó, họ sẽ loại bỏ tất cả các quyền lợi của các cổ đông hiện tại, bao gồm cả ban lãnh đạo và cổ phần được chia cho nhân viên, cũng như các nhà đầu tư đã tham gia các dòng gọi vốn pre-fi. Morgan Creek Digital là đơn vị trong quá khứ đã từng tham gia các dòng gọi vốn của BlockFi, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và do đó đã quyết định hành động. Ông Yusko cũng so sánh hành động của ông Sam Bankman-Fried lúc này giống như nhà tài phiệt tài chính JP Morgan trong cuộc khủng hoảng tài chính của Mỹ năm 1907, khi đã bỏ ra một lượng lớn tiền để ngăn hiệu ứng dây chuyền khắp các ngân hàng. Người đứng đầu Morgan Creek Digital tiết lộ lý do duy nhất để khiến BlockFi chấp nhận đề nghị từ FTX là bên cạnh việc sẵn sàng cung cấp số tiền mặt lớn là 250 triệu đô la, FTX cũng không cần BlockFi phải lấy tài sản của người dùng để đảm bảo cho khoản vay. Nói cách khác, trong trường hợp phá sản, BlockFi vẫn có thể hoàn trả trước phần nào đó tài sản cho người dùng, thay vì thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các chủ nợ của họ, rồi mới đến người dùng như những đề nghị khác. Mời các bạn theo dõi một số tin vắn đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Seth Gary Gensler hiện đang đàm phán với các quan chức của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ CFTC về biên bản ghi nhớ quy định tài sản kỹ thuật số. Gensler nói với The Financial Times trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm rằng các cơ quan có thể cùng nhau đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường. Gensler đưa ra mong muốn hợp tác sau khi nhiều sáng kiến lập pháp khác nhau được trình bày nhằm tạo khuôn khổ quy định toàn diện hơn các tài khoản kỹ thuật số, bao gồm đạo luật trao đổi hàng hóa kỹ thuật số được giới thiệu theo mẫu mới nhất vào tháng 4 và đạo luật đổi mới tài chính có trách nhiệm được giới thiệu vào tháng 6. Cả hai đều trao cho CFTC quyền hạn lớn hơn đối với thị trường. Seth từ lâu đã được biết đến với tham vọng muốn nắm quyền kiểm soát không gian tiền số. Cơ quan này cũng nhiều lần vấp phải những chỉ trích về phương pháp điều chỉnh thông qua thực thi của họ. Do đó, các nhà lãnh đạo ngành cũng yêu cầu quy định rõ hơn và quỹ chuyên Seth Hunter Price thúc ép thay đổi chính sách từ bên trong quỹ ban. John Bramfield, nhà phát triển Web3 và người sáng lập giao thức Symfony,
đã lên Twitter để chia sẻ chi tiết về trường hợp sử dụng mới nhất của Ethereum trong các dịch vụ công cộng. Nền tảng mới sẽ cho phép công nhân Na Uy tiếp cận cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết trên sàn chứng khoán để có hiệu quả tài nguyên tối đa. Giải pháp sẽ tận dụng nền tảng lớp thứ hai dựa trên Ethereum Arbitrum. Theo tin tức tài chính vàng, Pháp sẽ áp dụng hình thức bán vé NFT trong các sự kiện thể thao lớn, chẳng hạn như Rugby World Cup vào năm 2023. Trước đây đã có thông tin cho rằng Thế vận hội Olympic Paris 2024 sẽ áp dụng hình thức bán vé bằng công nghệ blockchain. Theo thông báo từ các nhà phát triển Cardano, công việc vẫn đang diễn ra. Đối với Vasil Hafor của Cardano, bất chấp sự thay đổi về ngày phát hành mainnet của nó, như đã báo cáo trước đó, ICO đã ấn định Hafor testnet vào cuối tháng 6, trong khi đợt Hafor của mạng chính Vasil sẽ diễn ra 4 tuần sau đó. Các nâng cấp sắp tới của Cardano có thể làm cho blockchain 3.0 này nhanh hơn các đối thủ và trở thành nền tảng chuyên biệt cho tài chính phi tập trung DeFi. Thị trường tiền số chiều nay vẫn giữ được đà tăng nhẹ, vốn hóa toàn cầu đang ở mức 1.007 tỷ đô la, tăng 0,3% so với cùng giờ ngày hôm qua. Giá đồng Bitcoin vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 6 theo giờ Việt Nam tiếp tục giữ ổn định ở ngưỡng 21.419 đô la, không quá chênh lệch so với 24 giờ trước. Ethereum trao đổi tại 1.244 đô la, tăng 1%, và Binance Coin 239 đô la. CryptoLibVN xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital và quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Chúc các bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ. CryptoLibVN xin chào và hẹn gặp lại.